giờ khóc giờ cười với cảnh người vợ nửa đêm phải chạy xe quanh phố tìm chồng vì chồng uống say bị bạn bỏ luôn bên lề đường. Đoạn video được một chị vợ chia sẻ trên mạng xã hội khi chị đang phải lái xe đi tìm chồng trong lúc đêm khuya. Chuyện là chồng chị đi ăn uống với bạn bè nhưng không hiểu sao đánh chén no nê, xong xuôi bạn lại thả anh chồng ngoài đường. Nên anh đành phải gọi điện về cầu cứu vợ. Mà cũng may là vẫn còn đủ tỉnh táo mà gọi về được cho vợ, chứ không thì chẳng biết là anh sẽ xử lý ra sao. Nhưng đã gọi về cầu cứu mà lại không thèm gửi định vị, nên chị vợ chỉ biết anh đang ngồi bên một vệ đường nào đó, còn vị trí cụ thể thì chưa rõ. Thế là đêm hôm chị phải xách con ngựa sắt chạy vòng vòng quanh khu nhà để tìm chồng thế này đây. Nửa đêm đi tìm chồng, không biết giờ này chồng đang nằm ở cái góc nào cơ ấy. Nó say rượu các bác ạ. Tôi gọi điện cho nó, tôi thấy nó nằm ở một cái mép đường nào đấy mà bây giờ tôi vẫn chưa xác định được. Đây rồi. Em bảo anh gửi định vị cho em sao anh không gửi? Anh đây luôn định vị làm gì? Vãi thật. Tắt máy đi. Thế giày anh đâu? Hả? Giày của anh đâu? Dép đâu? Thế đứa nào đưa anh về đến đây? Ôi ôi, tao chết mất thôi. Không biết các chị vợ khác xem xong video này có cảm nghĩ như thế nào, chứ tôi cũng thán phục với pha xử lý vô cùng nhẹ nhàng, vẫn giữ được tông giọng dịu dàng của chị vợ trong đoạn video trên. Các anh chồng mà báo thế này thì bảo sao xin đi chơi vợ không cho là phải rồi, mà được bạn bè của anh chồng cũng anh em chí cốt quá cơ. Cộng đồng mạng xem xong đoạn video được một fan cười bò. Chắc gì mấy ông bạn kia về được đến nhà, mà có khi đang nằm đâu gần đấy cũng nên. Say quên đường về, say mất dép luôn cơ mà. Bạn bè thì chất lượng, còn bạn đời thì báo. Các anh chồng cũng nên rút kinh nghiệm nhá. Biết là vui chơi rồi, nhưng nên có điểm dừng, còn đủ tỉnh táo mà về sớm với vợ con nữa. Đúng rồi. Không biết là sau đoạn video này anh chồng còn ổn không? Cộng đồng mạng vẫn đang nóng lòng mong có phần sau đây. Còn bạn, bạn nghĩ sao về trường hợp trên? Comment ngay cho TV Channel được biết với nha. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ TV Channel. Nhấn like, share và subscribe kênh để theo dõi những thông tin nóng hổi nhất nhé.